Chào mừng các em đã quay trở lại với Dream Kids TV. Ngày hôm nay thì anh Hề Mũi Đỏ cùng với bạn Sao sẽ cùng nhau vẽ bức tranh con cá theo những cách đơn giản nhất. Các em hãy cùng vẽ với anh và bạn Sao nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ phần thân cá. Các em dùng hai nét, nét cong trên và nét cong dưới. Sau đó, chúng ta vẽ tiếp phần đuôi cá. Vẽ đến phần vây ở trên lưng. Các em vẽ một chiếc vây nhỏ ở dưới bụng cá, sát với phần đuôi. Chúng ta vẽ hai chiếc vây xinh xinh ở gần phía đầu. Vẽ mang cá. Tiếp đến, chúng ta sẽ vẽ miệng và mắt cho chú cá. Để chú cá trông sinh động hơn, chúng ta bắt đầu vẽ các đường chia trên vây và đuôi của cá. Các em cứ làm thật chậm. Anh cũng đang đợi các em đây. Cuối cùng, ta thêm vào các bong bóng khí. Đó là những bong bóng mà cá đã thở ra. Chúng ta tiếp tục vẽ một chú cá hình tam giác các em nhé. Đầu tiên, các em cũng vẽ phần thân cá, sử dụng một hình tam giác, tức là một hình có ba cạnh. Tiếp tục vẽ đến phần đuôi cá, mang cá, miệng và mắt cá. Thêm vây và các đường chia trên đuôi cá. Các em cũng tiếp tục cho thêm bong bóng. Với chú cá đầu tiên, chúng ta làm thao tác cuối cùng, đó là vẽ vảy cho cá. Những vảy cá này thì được tạo thành bằng các nét cong. Lớp này chồng lên lớp kia. Nếu như trong quá trình vẽ, các em bị vẽ không đều thì cứ hãy tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ có thể sửa bằng nhiều cách trong quá trình tô màu. Với chú cá thứ hai, ta chia thành các mảng màu. Tùy ý sao cho phần thân cá trở nên sinh động hơn. Vậy là phần vẽ hình đã hoàn thành.
Chúng ta hãy chuẩn bị bước vào phần tô màu thôi nào. Con cá bằng những hình khối cơ bản, qua những cái cách tô màu khác nhau thì đã tạo thành những con cá khác nhau. Con đã sẵn sàng để khoe kết quả với cả các bạn chưa? Rồi ạ. 1, 2, 3. Các em thấy đấy, cùng với những cái hình khối tương tự như nhau nhưng mà với cách tô màu khác nhau thì có thể tạo thành những con cá khác nhau. Và anh rất thích con cá của bạn Sóc vẽ, bởi vì con cá rất nhiều màu sắc sinh động. Và với sự luyện tập thì anh tin rằng bạn Sóc cùng với các em sẽ vẽ được những bức tranh con cá đẹp hơn trong tương lai. Còn một điều nhắn nhủ cuối cùng đó là nếu như các em thấy video này hay, các em hãy cùng ấn nút like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem để chúng mình có thể cùng nhau vẽ được những bức tranh cá còn đẹp hơn như thế này nữa nhé. Chúc các em luôn luôn vui vẻ và học tập thật tốt. Tạm biệt.